Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh SHI. Sau đây, SHI xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Thuốc, tác giả Lỗ Tấn, do SHI thực hiện. Một đêm thu gần về sáng, trăng lặn rồi, nhưng mặt trời chưa mọc, tầng không xanh thẳm. Ngoài những giống đi ăn đêm, còn thì ngủ say cả. Lão Hoa Thuyền bỗng dậy, đánh diêm, thắp cái đèn nhầy nhụa những dầu là dầu. Ánh đèn trắng xanh, sáng khắp hai gian quán trà. Bố thằng Thuyền đấy à? Đó là tiếng một người đàn bà đã có tuổi. Ở phía trong, bỗng nổi lên một cơn ho. Lão vừa trả lời, vừa lắng tai nghe tiếng ho, vừa cài nút áo rồi chìa tay ra, nói tiếp. Đưa đây tôi. Bà Hoa sờ soạn một lúc lâu dưới gối, lấy ra một gói bạc đồng, đưa cho chồng. Lão cầm lấy, bỏ vào túi áo, tay run run vuốt hai ba lần phía ngoài túi, rồi thắp cái đèn lồng, tắt ngọn đèn con, đi vào trong buồng phía trong. Buồng phía trong có tiếng động lạch cạch, tiếp theo là một cơn ho. Đợi cơn ho dứt, lão mới khẽ nói. Thuyền à, con cứ nằm đây. Công việc dọn hàng á, để mẹ con lo. Không nghe con nói gì, lão cho rằng nó đã yên tâm nằm ngủ lại rồi, bèn mở cửa đi ra. Bên ngoài, trời tối om và hết sức vắng. Chỉ mặt đường xăm xám là trông thấy rõ. Chiếc đèn lồng chiếu thẳng vào hai chân lão bước đều đều. Thỉnh thoảng gặp một vài con chó, nhưng chẳng con nào buồn sủa. Trời lạnh hơn trong nhà nhiều, nhưng lão cảm thấy sảng khoái như bỗng dưng mình trẻ lại. Và ai cho phép thần thông cải tử hoàn sinh? Lão bước những bước thật dài, trời cũng sáng dần và con đường cũng càng lâu càng rõ. Đang chầm chu bước, bỗng lão giật mình nhìn thấy ngã ba đường đằng xa trước mắt. Lão quay lại đi mấy bước, tìm một cửa hiệu còn đóng kín mít, rẽ vào dưới mái hiên, tựa lưng vào cửa. Một lúc lâu, lão thấy hơi lạnh lạnh. Một ông già thích nha. Lão lại giật mình trố mắt nhìn, có mấy người đi qua. Một người còn quay đầu lại nhìn lão. Lão không trông rõ là ai, nhưng còn quay đầu lại nhìn lão. Lão không trông rõ là ai, nhưng thấy ánh mắt cú vọ người lên, như người đói lâu ngày thấy cơm. Lão nhìn chiếc đèn lồng. Đèn tắt rồi, lão đưa tay lên túi áo. Gói bạc vẫn cộm cộm ở đấy. Ngước đầu nhìn xung quanh, lão thấy bao nhiêu người kỳ dị hết sức. Cứ hai ba người một, đi đi lại lại như những bóng ma. Nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng lấy gì làm quái lạ. Một lát lại thấy mấy người lính đi đi lại lại. Đằng xa cũng thấy rõ miếng vải tròn màu trắng ở vạt áo trước và vạt áo sau. Khi họ đi qua trước mắt thì thấy cả đường viền màu đỏ thắm trên chiếc áo dấu. Tiếng chân bước ào ào. Trong nháy mắt, bao nhiêu người đi qua, những người tụm năm tụm ba lúc nãy cũng dồn lại một chỗ, rồi xô nhào tới như nước thủy triều. Gần đến ngã ba đường thì đứng dừng lại, quay thành một nửa vòng tròn. Lão Hoa cũng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy lưng người mà thôi. Người nào người nấy chướng cổ ra như cổ vịt, bị một bàn tay vô hình nắm lấy xách lên. Im lặng một lát, bỗng hình như có tiếng động. Rồi cả đám xô đẩy nhau ào ào, lùi về phía sau đến chỗ lão đứng, chen lão suýt nửa ngã. Nè, tiền trao cháo múc đưa đây. Một người áo quần đen ngòm đứng trước mặt lão, mắt sắc như hai lưỡi dao chọc thẳng vào lão, làm lão co rúm lại. Hắn xòe về phía lão một bàn tay to tướng, tay kia cầm một chiếc bánh bao nhúm máu, đỏ tươi, máu còn nhỏ từng giọt, từng giọt. Lão vội vàng móc gói bạc trong túi ra, run run định đưa cho hắn, nhưng lại không dám đưa tay cầm chiếc bánh. Hắn sốt ruột, nói to.
Sợ cái gì? Sao không cầm lấy? Lão còn trù trừ, người mặc đồ đen giật lấy chiếc đèn lồng, xé toạc tờ giấy dán bên ngoài, bọc chiếc bánh lại, nhét vào tay lão. Tay kia thì giật lấy gói bạc, nắng nắng rồi quay đi, miệng cào nhau. Lão thiệt tình. Chữa bệnh cho ai đấy? Lão Hoa nghe hình như có người nào hỏi, nhưng lão không trả lời. Lúc này, lão còn để hết tinh thần vào cái gói bánh như nâng niu đứa con của gia đình 10 đời độc đinh, không chú ý đến gì nữa. Lão sẽ mang gói này về nhà, đem sinh mệnh lại cho con lão, và lão sung sướng biết bao. Mặt trời đã mọc, chiếu sáng con đường lớn đi về nhà lão, và cũng chiếu sáng cái biển mục nát trên cái nhà bia ở ngã ba đường sau lưng lão, có đề 4 chữ thép vàng đã nhạt màu: Cố Đình Khẩu. Lão Hoa về đến nhà thì quán hàng đã bày biện sạch sẽ, các dãy bàn trà trơn bóng sắp đặt ngay ngắn, nhưng không có khách, chỉ có thằng Thuyên đang ngồi ăn cơm ở cái bàn dãy phía trong, mồ hôi trán nhỏ từng giọt to tướng, chiếc áo kép dính vào sống lưng, hai xương vai gồ lên thành chữ bát in nổi. Thấy vậy, lão không khỏi chau mày. Bà Hoa từ trong bếp vội vã chạy ra, dương to mắt, nói, đôi môi run run. Được chưa? Được rồi. Hai người cùng trở vào bếp, bàn bạc một hồi, bà Hoa lại đi ra, một lát cầm về một cánh lá sen già trải lên mặt bàn. Lão cũng mở cái chao đèn, cầm chiếc bánh đẫm máu, lấy lá sen bọc lại. Thằng Thuyên đã ăn xong, bà Hoa vội nói. Nè Thuyên! Con cứ ngồi đấy, đừng vào trong này. Lão Hoa vừa thổi lửa trong bếp, vừa cầm cái gói lá xanh, và cái chao đèn rách nát loang lổ máu dúi vào bếp. Ngọn lửa đỏ sẫm bốc lên, một mùi thơm quái lạ tràn ngập cả quán trà. Thơm ghê nhỉ? Hai bác ăn quà sáng gì đây? Cậu Năm Gù đi vào. Cậu ta ngày nào cũng lê la ở cái quán này, thường đến sớm nhất mà cũng về muộn hơn ai hết. Vừa đi vào, cậu ta liền ngồi vào cái bàn ở góc tường phía ngoài, gần đường cái. Hỏi ngay, nhưng không ai trả lời. Rang cơm đấy hả? Vẫn không ai trả lời. Lão Hoa vội vàng chạy ra, pha trà cho cậu. Thuyên ơi, dạo đây con. Bà Hoa gọi con vào trong. Dưới nhà đặt sẵn một chiếc ghế đẩu. Thuyên ngồi xuống, bà ta bưng một cái đĩa lại. Trên đĩa có vật gì tròn tròn, đen thui. Nói rất khẽ, ăn đi con, sẽ khỏi ngay. Thuyên cầm lấy vật đen thui, nhìn một lúc, có cảm giác rất lạ không biết thế nào mà nói, như đang cầm tính mệnh của mình trong tay. Y bẻ đôi ra, rất cẩn thận, một làn hơi trắng bốc ra từ lần vỏ cháy xém. Làn hơi tan dần, mới thấy đó là hai nửa miếng bánh bao bằng bột mì trắng. Không bao lâu, chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng, mùi vị như thế nào cũng quên rồi. Trước mặt chỉ còn trơ lại chiếc dĩa không. Lão Hoa đứng một bên, bà Hoa đứng một bên, trố mắt nhìn con như muốn rót vào người con một cái gì, đồng thời cũng muốn lấy ra một cái gì. Thuyền nghe tim mình đập mạnh không sao cầm nổi, tay vuốt ngực, lại một cơn ho. Thôi, con đi ngủ một giấc, sẽ khỏi ngay. Thuyền nghe lời mẹ, vừa ho vừa nằm xuống. Đợi nghe tiếng thở dịu dịu, bà Hoa mới nhẹ nhàng lấy chiếc mền kép vá chằng chịt đắp cho con. Quán trà đã đông khách, lão Hoa tay xách chiếc ấm đồng lớn, đi đi lại lại pha trà. Hai mắt lão thâm quầng, một người râu hoa râm nói: Ông Qua à, mệt phải không? Hay là ốm đây? Khó làm sao đâu. Người râu hoa râm chữa lời: Không sao hả? Nghe tiếng cười á thì không ra người ốm. Chỉ vì ông ta lận đận quá. Giá mà thằng con... Cậu Năm Gù chưa dứt lời thì một người mặc thịt ngăn phè từ ngoài đâm sầm vào. Hắn mặc chiếc áo vải màu huyền, không gài khuy,
giải thắt lưng cũng màu huyền quấn ở ngoài, sọc sệt. Vừa vào đã nói oang oang. Đã ăn chưa? Đỡ rồi chứ? Ông qua này, may phúc cho nhà ông đó nha. Phúc nhà ông đó là nhờ tôi biết tin sớm. Lão Hoa một tay xách ấm trà, một tay buông xuống vẻ cung kính, cười hề hề. Lắng tai nghe hắn nói. Cả quán cũng cung kính lắng tai để nghe hắn nói. Bà Hoa mắt cũng thâm quầng, tươi cười, mang đến trước mặt hắn một cái chén, bỏ một nhúm trà và thêm vào một quả trám. Lão Hoa liền đem nước sôi lại chế. Người mặt thịt ngăn phè vẫn nói oang oang. Cam đoan thế nào cũng khỏi. Thứ thuốc này đặc biệt lắm. Ông tính lấy về còn nóng hôi hổi, và ăn cũng còn nóng hôi hổi. Bà Hoa cảm ơn hắn hết lời. Thật đó, không có bác cả Khang đây giúp cho thì đừng có hòng. Cam đoan thế nào cũng khỏi. Ăn còn nóng hôi hổi thế kia mà. Bánh bao tẩm máu người như thế, lao gì mà ăn chẳng khỏi. Bà Hoa nghe nói lao, sắc mặt hơi đổi khác, ý không được vui. Có điều cũng gượng cười, bỏ đi, ngượng nghịu. Nhưng bác cả Khang không để ý đến, cứ dương cổ nói oang oang, đến nỗi thằng Thuyên nằm ngủ trong nhà cũng phải ho lên như phụ họa theo. Ừ, thằng Thuyên nhà ông may phúc thật đó. Nhất định là khỏi thôi. Chẳng trách ông cứ cười cả ngày. Người râu hoa râm vừa nói, vừa đi lại trước mặt bác cả Khang, hạ thấp giọng xuống. Bác cả này, nghe nói tên Phạm chém hôm qua là người họ Hạ. Con nhà ai đấy nhỉ? Tội gì vậy bác? Còn nhà ai nữa? Con nhà bà Tư chứ còn ai? Quỷ sứ! Bác cả Khang thấy mọi người vểnh tai nghe, lấy làm thú lắm. Những thớ thịt trên mặt nổi từng cục. Bác ta cầu hứng nói càng to. Cái thằng nhãi con đó không muốn sống nữa thế thôi. Lần này tớ chẳng được nước mẹ gì. Đến cả cái áo nó cởi ra cũng lão nghĩa, cái lão đề lao, mắt đỏ như mắt cá chép ấy, lấy mất. May nhất có thể nói là ông qua nhà này, thứ là đến cụ ba. Cụ ta được hưởng 20 lạng bạc trắng xóa, một mình bỏ túi hết, chẳng mất cho ai một đồng kém. Thằng Thuyên từ trong nhà đi ra, bước chậm rãi, hai tay ôm ngực, ho lấy ho để. Y vào bếp, xúc một bát cơm nguội, chan ít nước nóng, ngồi ăn. Bà Hoa bước theo con, khẽ hỏi. Thuyên, con có đỡ tí nào không, con? Con vẫn cứ hay đói bụng như vậy sao? Cam đoan khỏi mà! Bác cả Khang liếc nhìn thằng Thuyên một cái, rồi quay lại, tiếp tục câu chuyện với mọi người. Cụ ba đến là khôn, giá cụ ta không đem thằng cháu ra thú thì cả nhà mất đầu hết. Nay thì được bao nhiêu là bạc, còn cái thằng nhãi con ấy thì chẳng ra cái thứ gì hết. Nằm trong tù rồi mà còn dám rủ lão đệ lao lập giặc. Một anh trạc hơn 20 tuổi ngồi giải bàn sau nghe nói tức máu. Ái chà chà, ghê ha. Anh phải biết, lão nghĩa mắt cá chép đến lân la hỏi dò hắn thì hắn bắt chuyện ngay. Hắn nói thiên hạ nhà Mãn Thanh chính là của chúng ta. Thử nghĩ mà xem, nói thế mà nói được. Lão nghĩa mắt cá chép cũng biết nhà hắn chỉ có mụ mẹ già, nhưng mà không ngờ hắn lại nghèo gặm không ra đến như vậy. Đã tức anh ách rồi, vậy mà hắn lại còn chuốc trâu cọp, nên lão ta liền đánh cho hai bạt tai. Cậu năm gù ngồi ở góc tường nghe nói, thú quá. Lão nghĩa này tay võ rất cừ, hai cái tát ấy cũng đủ cho hắn ta xài đó. Cái thằng khốn nạn, đánh có sợ gì đâu. Lại còn nói thật đáng thương hại, thật đáng thương hại. Người râu hoa râm nói, đánh cái đồ ấy thương hại cái gì? Bất cả Khang tỏ vẻ khinh bỉ, cười nhạt. Ông chưa nghe ra, xem bộ hắn lúc đó thì hắn muốn nói đáng thương hại là lão nghĩa đáng thương hại kia. Mặt ai nấy bỗng ngơ ngác, không ai nói gì cả. Thằng Thuyên đã ăn cơm xong, mồ hôi ướt đầm, trên đầu hơi bốc phừng phừng. Người râu hoa râm vỡ nhẹ, nói. Lão nghĩa mà đáng thương hại à? Điên, hắn điên thiệt rồi. Anh chàng 20 tuổi cũng vỡ nhẹ. Điên thiệt. Khách trong quán lại nhao nhao lên, nói cười cười. Thằng Thuyên cũng thừa dịp hò rủ rượi. Bác cả Khang chạy lại, vỗ vai, nói. Thuyên à!
cam đoan thế nào mày cũng khỏi. Mày đừng có ho như vậy, cam đoan thế nào cũng khỏi. Cậu Năm gù gật gù nói, điên thiệt rồi. Miếng đất dọc chân thành phía ngoài cửa Tây vốn là đất công, ở giữa có con đường nhỏ hẹp cong queo do những người hay đi tắt dẫm mà thành đường. Đó cũng là ranh giới tự nhiên giữa nghĩa địa những người chết chém hoặc chết tù ở về phía tay trái và nghĩa địa của những người nghèo ở về phía tay phải. Cả hai nơi mộ dày khích, lớp này lớp khác như bánh bao nhà giàu ngày mừng thọ. Tiết Thanh Minh năm ấy trời lạnh lắm, những cây dương liễu mới đâm ra được những mầm non bằng nửa hạt gạo. Trời vừa rạng đã thấy bà Hoa bày ra trước nấm mộ mới đắp, bên phải đường mòn một bát cơm, bốn đĩa thức ăn, rồi khóc một hồi. Đốt xong thiếp vàng giấy, bà ta ngồi bệt xuống đất, ngẩn ngơ như đang chờ đợi cái gì. Chính bà ta cũng chẳng biết bà ta chờ đợi cái gì nữa. Gió hiu hiu thổi vào mớ tóc cắt ngắn của bà ta, so với năm ngoái chắc là bạc nhiều lắm rồi. Lại một người đàn bà khác đang đi dọc đường mòn, tóc cũng bạc già nữa, áo quần rách rưới, tay xách chiếc giỏ tròn sơn đỏ cũ nát, phía ngoài dắt thép vàng giấy. Cứ đi ba bước lại đứng dừng lại. Chợt thấy bà Hoa ngồi bệt giữa đất đang nhìn mình thì bà kia ngập ngừng không dám bước tới nữa. Sắc mặt xanh xao bỗng hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng rồi cũng đánh liều đi tới trước nấm mộ bên trái đường mòn, đặt chiếc giỏ xuống. Nấm mộ này với nấm mộ thằng Thuyên nằm cùng một hàng, chỉ cách con đường mòn ở giữa. Thấy bà kia cũng bày ra một bát cơm, bốn đĩa thức ăn, đứng khóc một hồi rồi đốt vàng, thì bà Hoa trong bụng nghĩ thầm, chắc cũng là con chết. Bà kia nhìn vơ vẩn xung quanh một lát, bỗng tay chân run lên, rồi loạn choạng lùi lại mấy bước, mắt trợn trừng, ngơ ngác. Thấy thế, bà Hoa sợ bà kia thương con quá phát điên chăng, không cầm lòng đặng, bèn đứng dậy, bước sang bên kia đường mòn, khẽ nói, bà ơi, thôi mà, thương xót làm chi nữa, ta về thôi. Bà kia hơi gật đầu, nhưng mắt vẫn trừng trừng rồi ấp úng nói khe khẽ, kìa, bà trong kia kìa, cái gì thế này? Bà Hoa nhìn theo ngón tay chỉ, thấy nấm mộ trước mắt, cỏ chưa xanh khắp, còn loang lổ từng mẫu đất vàng khè, rất khó coi. Lại nhìn kỹ phía trên, bất giác giật mình. Rõ ràng có một vòng hoa, hoa trắng hoa hồng xen lẫn, nằm khoanh trên nấm mộ khum khum. Cả hai bà mắt mờ từ lâu rồi, nhưng nhìn những cánh hoa trắng hoa hồng kia thì còn thấy rõ. Hoa không nhiều lắm, xếp thành vòng tròn tròn, không lấy gì làm đẹp, nhưng cũng chỉnh tề. Bà Hoa vội nhìn về phía mộ con mình và những nấm mộ khác xung quanh, chỉ thấy lác đác vài nụ hoa không sợ lạnh, bé tí, trắng trắng, xanh xanh. Bà ta bỗng thấy lòng trống trải, không thỏa, nhưng rồi cũng không muốn suy nghĩ thêm. Bà kia bước lại gần mộ con, nhìn kỹ một lượt, rồi nói một mình. Hoa không có gốc, không phải dưới đất mọc lên. Ai đã đến đây? Trẻ con không thể đến chơi. Bà con họ hàng nhất định sẽ không ai đến. Thế này là thế nào? Nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nước mắt trào ra, bà ta khóc to. Chú ơi, quan con lắm, chú ơi, chắc là con không quên được, con đau lòng lắm, cho nên con hiển hiện lên để mẹ biết, phải không con? Bà ta nhìn xung quanh, chỉ thấy một con quả đen đậu trên cành khô trụi lá, rồi lại khóc tiếp. Mẹ biết rồi. Dù ơi, trời có mắt, thật tội nghiệp. Chúng nó giết con, rồi chúng nó sẽ bị báo ứng thôi.
con nhắm mắt thế cũng yên lòng. Nếu hồn con quá thật đang ở đây nghe lời mẹ nói, thì con ứng vào con quạ kia, đến đậu vào nấm mộ cho mẹ xem đi con ơi. Gió đã tắt, những ngọn cỏ khô đứng thẳng tắp như những sợi dây đồng. Một tiếng rên rỉ rung lên giữa không trung, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Xung quanh vắng lặng như tờ. Hai bà già đứng giữa đám cỏ khô, ngước mắt nhìn con quạ. Con quạ vẫn đậu trên cành khô trụi lá, rụt cổ lại, im lìm như đúc bằng sắt. Một lúc lâu, người đi viếng càng đông, bóng kẻ già người trẻ thấp thoáng giữa nấm mộ. Không hiểu sao, bà Hoa cảm thấy người nhẹ đi như cất được gánh nặng. Bà ta nghĩ đến chuyện về, khuyên giải bà già kia. Ta về thôi. Bà kia thở dài một cái, uể oải thu dọn bát đĩa, lại chần chừ một lúc, rồi cũng chậm rãi bước đi, lẩm bẩm nói một mình. Thế là thế nào chứ? Hai bà đi, chưa được vài ba chục bước, bỗng nghe sau lưng một tiếng quạ rất to. Hai bà giật mình ngoảnh lại, thì thấy con quạ xòe đôi cánh, nhúng mình, rồi như một mũi tên, vút bay thẳng về phía chân trời xa. Tháng 4 năm 1919.